Comment giùm em chữ sale cuối đi các chị. Hello cả nhà mình nha. Xin chào mọi người. Xin chào 256 chị. Mọi người ơi, thì hôm nay là 31 tháng 5, cũng là ngày cuối cùng để mà em đi làm chương trình sale bùng nổ nhất cho mấy chị yêu nhà mình. Thì hết ngày hôm nay là ngưng luôn ha, không làm chương trình sale được nữa. Nên là hy vọng các chị em nhà mình có thể là vào trong cái livestream này, các chị em nhà mình tranh thủ mình đặt hàng sớm. Bởi vì số lượng thì hôm nay em có cho mọi người 1, 2, 3, 4, 5 5 mẫu siêu phẩm để được lên bán với mức giá sale cho mấy chị. Mọi người lưu ý giùm em. Dạ cảm ơn chị Yên Lê ha. Hôm nay ai cũng xinh đẹp hết trơn mọi người. Cứ vào mua đồ của em, bởi vì ta nói người đẹp vì lụa mà mấy chị. Bình thường em mặc đồ cũng bình thường lắm, mấy chị nhìn cũng không có đẹp xuất sắc, mà nhiều khi là lên diện đồ lên tự nhiên lại thấy mình đẹp. Đó, vậy đó mọi người. Và ngày hôm nay thì rất nhiều đồ đẹp, nhưng mà mức giá toàn bộ là đều mức giá rất hời, mức giá rất rẻ luôn. Nên là hy vọng các chị em nhà mình vào like thật là sớm nha. Chào chị Yên Lê, em xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Rồi, hello, hello chị Mai Hà. Thì ngày hôm nay mấy chị, cái phần mềm của em y, phần mềm chốt đơn mọi người, hôm nay nó đang bị lỗi, nên là có gì em chốt chậm tí xíu, mọi người thông cảm giùm em ha. Rồi hello cả nhà mình, 233 chị đang xem livestream. Chị nào đang có mặt trên livestream thì comment cho em cái dấu chấm trước đi nè. Comment cho em cái dấu chấm trước đi ha, rồi mình bắt đầu mình vào trong livestream luôn. Bởi vì ngày hôm nay là một chương trình sale cực khủng, khủng hơn những ngày khác rất nhiều. Nên là em hy vọng các chị em nhà mình có thể là săn được hàng một cách sớm nhất. Bởi vì hôm nay ngày cuối cùng rồi, ngày mai hết sale luôn mấy chị. Hiện tại là ở cửa hàng vẫn đang có chương trình sale cho mọi người ha. Mọi người có thể ghé giùm em 454 Lũy Bắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nè, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức giùm em, để mọi người có thể săn hàng ha. Nhưng mà lưu ý là chỉ có trong một ngày hôm nay mới có những mức giá sale cho mọi người, như 299 này, 399 này, 339 này, cũng như là 439 là có đủ hết cho mấy chị luôn. Hàng mới này, hàng hot đồ gì là có đủ hết cho các chị, từ zoom, từ đầm nè, ha, body ôm, đầm suông, ôm suông gì có đủ hết trơn á các chị. Nên là nếu được chiều nay mọi người ơi, mọi người ghé sớm giùm em ba chi nhánh cửa hàng ha. 454 Lũy Bắc Bích, 837 Quang Trung và 263 Lê Văn Việt. Còn ngày hôm nay là một buổi sale cuối cùng cho cả nhà mình luôn trong buổi live này ngày hôm nay. Đây là hy vọng các chị em nhà mình đồng hành với em. Chị nào mới vừa vào live chấm bài giùm em với đi ạ. Chào chị Tuyết Lãm, chào chị Lương Nguyễn, chào chị Hồng Hải, chào chị Võ Thị Ti, chào chị Mai Hà, chào chị Hồng Hải luôn nha, chào chị Nguyễn Xoa, chào chị Bích Vũ, xin chào chị Yêu Phương Hảo Vũ luôn, chào chị Mai Phụng. Dạ em cảm ơn chị Dung Phương nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay là em lên tới 5 mẫu, mấy chị biết không, toàn những mẫu hot, toàn những mẫu xịn không thôi. Nên là các chị ơi vào like rồi comment luôn giùm em một cái dấu chấm luôn đi, comment liên tục để ngày hôm nay chúng ta chương trình này nó được diễn ra sớm hơn, và mình mua hàng nó cũng sẽ nhanh hơn nữa. Mình mua hàng ở đây, mình mua hàng toàn bộ đều mức giá sale, em sẽ làm chương trình ngày hôm nay. Dạ em chào chị Lê Quyên nha, chào chị Hồng Cẩm, cảm ơn chị Hồng Cẩm đã share livestream giùm em. Hôm nay mấy chị ơi, hôm nay là buổi cuối rồi, 31 tháng 5. Nên là nhớ rủ người thân bạn bè của mình ghé cửa hàng sớm để mình có thể săn hàng nha các chị. Bởi vì số lượng nó rất là ít luôn, nó không có nhiều. Nên là mọi người cứ ghé sớm, hoặc là chị nào mà ở xa thì ngày hôm nay đặt hàng trên live sớm luôn giùm em ha. Hello chị Lê Yến, xin chào chị Phan Thị Hồng Hải luôn, xin chào mọi người. Rồi hello mấy chị ơi, mọi người ơi chấm bài cho em liên tục. Ngày hôm nay em sẽ làm chương trình sale, mọi người comment giùm em chữ sale cuối đi. Sale cuối comment liên tục lên giùm em, comment chữ sale cuối đi các chị ơi. Tranh thủ giây phút này là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định xem coi mình có chốt được những cái mức giá sale hời nhất trong buổi livestream này ngày hôm nay không. Hôm nay có đầm xòe không, có này, hình như là những cái đầm rất là đẹp luôn mấy chị, lụa vân cũng có luôn, voan hàng, lụa mango, voan bi nổ, cô tông lạnh là có đầy đủ cho mọi người luôn, mà toàn bộ là mức giá sale hết nha. Nên là các chị ơi bây giờ comment giùm em chữ sale cuối để chúng ta chuẩn bị vào chương trình luôn. Chương trình này là phải nói là ngày hôm nay là chương trình rất là sôi động luôn. Nếu như mấy chị em nhà mình tương tác càng nhiều thì giá mình mua nó càng rẻ. Em y làm vậy đó mấy chị, mua càng mấy chị em nhà mình tương tác càng nhiều, em y càng mua với càng bán cho mấy chị mức giá rẻ, mức giá hời nhất, để các chị có thể là vừa đặt hàng được nè ha, và vừa mua thêm để tặng người thân bạn bè của mình ha. Rồi cả nhà ơi tranh thủ giùm em với đi ạ. Ôi ôi chị Tôn Nguyễn comment cái mã gì vậy ta, em chưa có like mã đó luôn á mọi người ơi. Rồi các chị ơi lưu ý giùm em, bây giờ mọi người comment cho em chữ xem cuối tầm cỡ 320 đi. Cho em tầm cỡ 320 chị bắt đầu vào xem like, em sẽ like mẫu này cho mọi người, và với một cái mức giá sốc nhất trên thị
trường. Cái em đồng này em thích giả mang mọi người, mặc lên nó trẻ, mặc lên nó rất là đẹp luôn. Nên là các chị em nhà mình vào xem like thật là đông, comment giùm em chữ sale cuối. Và cái số lượng em này em chỉ like đúng một lần trên like nha mọi người ơi, đồng này rất đẹp, ai cũng mặc được hết trơn ha, size số đang có đủ 5 size luôn. Cấp trước cho mọi người nha, size số em đồng này em đang có đầy đủ cho mọi người là 5 size, từ size S cho tới size 2XL. Được chưa ạ? Từ size S cho tới size 2XL mọi người comment liên tục giùm em đi ạ. Tương tác mạnh thì em mới bán giá sale rẻ được, chứ mấy chị tương tác yếu thì em không thể nào em làm chương trình giảm thêm. Bởi vì ngày hôm qua các chị thấy không, các chị tương tác nhiều thì em không thể nào em làm cho mấy chị thất vọng được, thật sự luôn á. Khách thương mình, khách tương tác mạnh với mình, cũng như là chấm bài, chia sẻ, comment sale nhiều, em có thể giảm thêm một chút nữa cho mọi người để các chị có thể dễ dàng mua. Và ngày hôm nay những cái size 2 đầy đủ size 5X cũng có khá nhiều nha mọi người, tới 3 mẫu. Và có một mẫu là 4 size nè, một mẫu là 2 size nè mấy chị. Đó, nhưng mà có tới 3 mẫu size 5X tới size 2XL, đó là một cái điều rất là may mắn cho mọi người luôn. Cái đầm này cũng không ngoại lệ ha. Đầm này em có cho mọi người là 5 size, từ 40 cho tới 72 cân luôn, được chưa? Chất vải von hàng, đẹp giả may cho mọi người, em sẽ bán giá sale. Bây giờ các chị ơi, mọi người chia sẻ livestream giúp em nhiều đi ạ. Chia sẻ nhiều, em xem coi em có thể hỏi Nhung coi có giảm thêm được không cho mấy chị. Chứ cái đầm này rất là đẹp, em nói thật sự luôn, đầm này ở ngoài nó đẹp hơn trên live gấp mấy lần. Cái gam màu của nó là gam màu xanh da trời nhạt nha mọi người. Gam màu xanh da trời nhạt nên là cái nút da mình rất là trắng. Mẫu này đang có từ 40 cho tới 72 cân. Em cấp cho mọi người cái mã trước nè. Mã của em đầm này là 9149 gạch ngang số điện thoại. Mấy chị ơi, hôm nay em làm chương trình sale và em nói rồi, mấy chị tương tác nhiều, giá em có thể giảm hơn nhiều cho mấy chị yêu nhà mình. Đây là một em đầm vừa sang trọng, vừa hiện đại và có một cái chút gì đó nó cổ điển ở trong này luôn, mà đang có đủ 5 size. Thứ nhất mọi người nghe mẫu sale mà có đủ 5 size là các chị ơi phải chốt cho bằng được giùm em. Phải nên có mẫu đầm này trong tủ quần áo của mình, tại vì cái màu hoa này rất là đẹp. Em chưa có một cái đầm nào có một cái màu hoa và có cái dáng cổ rất xinh như thế này nè. Em ơi mấy chị ơi, 9149 lên đơn cho em đi, em bán với giá sale là mọi người yên tâm. Em đã bán giá này là không ai bán giá này như em y luôn, thật sự luôn mấy chị. Em y là chuyên hàng cao cấp mà hôm nay lên cho mọi người mẫu sale và đủ 5 size như thế này thì một điều gì đó rất là vui luôn mấy chị. Nên là mình đặt sớm giùm em ha. 9149 gạch ngang số điện thoại, giá gốc em này là 520. Nhưng mà ngày hôm nay em có thể là chơi lớn luôn đi ha, chơi lớn cho mọi người luôn, tại vì hôm nay cũng là buổi cuối rồi. Buổi cuối luôn rồi các chị ơi, nếu hôm nay không đặt nữa là không còn cơ hội nha mấy chị. Giá ngày hôm nay chỉ còn có là 339.000 cho mẫu 9149 này nha cả nhà ha. 339.000, 9149 gạch ngang số điện thoại. Em thôi em giảm luôn đi mấy chị, hôm nay ngày cuối là 31 tây tháng 5. 31 tây tháng 5 là ngày cuối cùng để chương trình này được diễn ra luôn các chị, nên là em sẽ sale kịch liệt nhất. SML 1X2X từ 40 cho tới 72 cân, có đủ size L dưới 90. Chất vải von hàng, em đồng này là full lớp lót cho mọi người luôn, nó đẹp, nó đẹp từng mm luôn mấy chị nha. Gam màu này là gam màu xanh da trời lên rất là trắng da em ơi, 339.000 chứ không phải 399 nha. Hồi nãy mấy chị giá ban đầu mấy chị là 399, nhưng mà em muốn giảm thêm nữa. Em muốn giảm thêm để xem coi chương trình này chị nào mà săn được mẫu này giá 339.000 là phải nói là quá xuất sắc luôn rồi cả nhà. Nên là mình đặt hàng sớm cho em để em chiều nay em đi đơn hàng sớm cho mấy chị yêu nhà mình. Một em đầm đẹp sang trọng như thế này mà giá 339.000 thật sự là nó quá rẻ rồi. Cái giá này là coi như chỉ có mình em đi bán thôi nha mấy chị. 9149 gạch ngang số thoại giùm em. 40 cho tới 72 cân. Đây là gam màu ta nói chuẩn luôn mấy chị, sang xịn mịn luôn. 5 size nha mọi người ha, S, M, L, 1X và 2XL, từ 40 cho tới 72 cân. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi. Cái mẫu này mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê, đi dạy học, đi đâu cũng được hết trơn. Và đặc biệt nữa là đi du lịch luôn mấy chị. Sắp tới rồi các bạn học sinh này được nghỉ hè mấy chị ha, phối cái này đi du lịch cho em. Rồi lên đơn luôn mọi người ơi, 9149 lên đơn giùm em Ngân ha. Đó, xin lỗi mấy chị, 339.000 là coi như mức giá này em hỗ trợ thêm, chứ em không có bán được mức giá này nha mọi người ha. Hồi nãy mới ban đầu là mức giá sẽ là 399, nhưng mà thôi em muốn giảm thêm cho mọi người luôn, chỉ còn 339.000 để cho các chị có thể là mua luôn. Mấy chị em nhà mình có thể tranh thủ đặt hàng sớm trong live, giây phút này là giây phút quan trọng để mọi người có thể là
tranh thủ đặt hàng sớm nha. 339 ngàn mức giá này em đi hỗ trợ cho mọi người. Em ơi, số điện thoại nhảy lên quá trời luôn mọi người nha. Mọi người ơi, đặt hàng sớm để em còn chừa đơn hàng. Tại vì hôm nay là ngày cuối cùng để mà em làm chương trình sale, nên là các chị ơi, đặt hàng luôn để mình còn size. Và may mắn một điều á, cái mẫu này nó đang có đủ 5 size, thì mình phải nhanh tay để có cơ hội này. Mọi người biết không, cái mẫu đầm mà có đủ 5 size là một cái điều gì đó rất là hiếm. Thường thường thì mọi người biết rồi, người ta sale những mẫu bị lẻ size, những mẫu cũ. Còn đây là mẫu mới luôn mấy chị, mẫu mới gần đây luôn á mọi người ơi. Và nó là rất là đẹp, từ cái họa tiết hoa, từ cái gam màu nè mọi người. Em zoom lại cho cả nhà mình xem nha, màu rất xinh. Gam màu này là xanh da trời nhạt, ăn đứt ở trên like luôn. Gam màu lên nút da mình nó rất là trắng mấy chị. Họa tiết nè, cổ nè, làm cái cổ lá như này nó vừa hiện đại, nó vừa sang trọng đúng không mấy chị. 339 ngàn mỗi chị nên có giùm em một em. Thật sự phải nên có giùm em. Cái vải nó mềm lắm mấy chị, vải nó mềm cực kỳ là mềm luôn. Nó trượt lên trên làn da của mình luôn, ở phía sau lưng nè mấy chị. 339 ngàn, size số để sau cho em đi, em tư vấn sau cho. Bây giờ nghe cái mã rồi đúng không? Nghe cái size đang có đủ 5 size. Mẫu hết mà sale cho mọi người giá này là không thể nào ai bán được. Hồi nãy nè mấy chị, tính bán là 399 mọi người ơi. Thật sự bán là 399 nha mấy chị. Tại vì cái đầm này rất đẹp mọi người ơi, cái màu hoa một cái lên là ăn tiền cực kỳ. Em bán giá này coi như bán giá tri ân cuối cùng trong cái livestream này luôn. Tại vì hôm nay là buổi cuối cùng để em làm chương trình sale, và mấy chị qua mai hết sale luôn. Hôm nay là 31 tháng 5, em làm chương trình nè mọi người, thấy không? Em ghi ở trên cái ảnh bìa của váy em y nè mọi người, flash sale nè. Từ 25 tây tháng 5 mọi người thấy không, từ 25 tây tháng 5 cho tới 31 tây tháng 5 2022. Hôm nay là buổi cuối luôn rồi mấy chị. Hôm nay không săn được nữa là ngày mai không bao giờ mọi người săn được giá này luôn mấy chị. 339 ngàn mức giá này chính em y sẽ hỗ trợ cho mọi người. Cái đầm này từ 40 cho tới 72 cân đúng rồi mấy chị, cứ chốt đơn hàng đặt như thế này giùm em, mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại 9149 gạch ngang số điện thoại. Cái đầm này mặc rất mát mấy chị, vải vò không nhăn mà giặt nó rất là mau khô ha. Đây thiết kế cổ cho mọi người nè, trời ơi đẹp quá mọi người ơi, lên cái nút da nó trắng lắm. Ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trên like. Chị nào đã mua rồi cho em xin một lời mình nha mấy chị. Cái mẫu này mặc đi đâu cũng đẹp hết trơn mọi người. Em ơi, hoặc là mấy chị em nhà mình đi du lịch nha, phối cho em chiếc mắt kính như này nè. Đó, đẹp chưa mấy chị? Nhìn nó trẻ trung ha, cái cổ mình là không hở nha mọi người ha, không hở. Cái giắng tay nè, cái eo nè, trời ơi nó đánh thông đến cỡ vậy, chiều dài dài qua đầu gối luôn, rất xinh. Ôi ôi đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi lên cho em luôn thêm một cái nón nè. Em rất là vui khi mà em được like cái mẫu sale mà có 5 size. Tại vì sao mấy chị, có dạo này mấy bữa nay em lên lẻ tẻ size mấy chị ha. Nên là có nhiều chị xem like mình rất là buồn. Tại vì em ơi, sao em muốn lên size lớn, mẫu đẹp quá mà chị đợi size lớn hoài không có. Bởi em mới nói chương trình sale mà em có mẫu nào 5 size là em cực kỳ là vui. Các chị em nhà mình đều được mua giá rẻ mà chị nào cũng có size số để mình mặc. Nhưng mà số lượng nó lại giới hạn. Đó, nên là trong livestream sale thì không thể nào 100% tất cả các chị yêu nhà mình được chốt hàng thành công hết được. Có chị này được, có chị kia không được. Đó, chớ chị đầy đủ size nhưng mà ăn thua mình nhanh hay là không. Có nhiều chị á, có đầy đủ size nhưng mà trong lòng mình vẫn hồi hộp, vẫn lo sợ, không biết là có đẹp hay là không. Em cho mọi người kiểm tra hàng, không biết có vừa hay là không, bên em tư vấn size cho mấy chị. Và ngoài ra mình được tham gia chương trình vòng quay may mắn, mình có thể là được trúng thưởng thêm nè, như 50, 100, 120, 150 gì cũng có cho mấy chị luôn. Và được tích lũy điểm để trở thành khách VIP. Mọi người nghe trên livestream mà mọi người nghe được những cái chương trình như này mọi người thấy lạ không? Thường thường người ta làm chương trình đó mọi người, người ta làm đúng một cái một thôi, đúng không mấy chị ha? Một là miễn phí ship, hai là giảm giá. Mà còn cái này vừa giảm giá vừa cho mọi người tích lũy điểm luôn. Thường thường nghe cái câu tích lũy điểm nó chỉ có ở offline, là ở cửa hàng thôi, đúng không mấy chị? Mình với điều kiện là mình phải mua giá gốc. Em mua mỹ phẩm được gì cũng vậy đó mọi người. Mua mỹ phẩm được gì á, chị ơi đổi hàng rồi gì kiểu như đổi điểm á mấy chị, tính lũy điểm xong đổi điểm á, chỉ áp dụng cho những sản phẩm với mức giá gốc, không áp dụng cho những sản phẩm với mức giá sale. Còn đối với em mấy chị, tích lũy điểm luôn, sale hay là giá gốc gì em cũng tích lũy điểm cho mấy chị để mấy chị dễ thăng hàng. Em y là mua hàng tạo hết điều kiện cho mấy chị trở thành khách VIP nhà em. Mà VIP nhà em là mấy chị em nhà mình sẽ được chiết khấu một cách, và nó là dễ dàng hơn rất là nhiều.
chiết khấu này giá mình mua nó giảm hơn và được tham gia chương trình vòng quay may mắn, mình trúng 50, 100, 120 và 150. Cái này là quay là mình trúng nha mọi người ha, chứ không phải là quay là kiểu như dụ mọi người chơi rồi không có trúng, không kiểu như là chúc bạn may mắn lần sau, không có. Nhưng mà chị cứ quay là mình trúng, nó ăn thua mình trúng ít hay trúng nhiều thôi, được mà. Rồi lên cho em nha mọi người, 339 ngàn. Tại biết sao mấy chị, hồi nãy cái đồng này em tính bán 399 tại vì nó rất là đẹp. Em khẳng định cho mọi người rất là đẹp và nó rất là trẻ luôn, nên là nó có giá là 399 ngàn. Và cái thiết kế này em rất là thích, em bán rất là chạy cái em đồng này luôn mấy chị. Hôm bữa like online xong ở cửa hàng khách ghé mua liền mấy chị. Và chị nào mua cũng thích cái chất vải voan nhà em. Mặc dù trên thị trường voan rất nhiều, nhưng đối với em mấy chị ơi, voan em nhập là em nhập hàng cao cấp luôn, nên là cái màu của lên nó rất là rõ nét. Em cho mọi người xem kỹ cái màu nha mọi người, thấy không? Đó, form này, cái màu này, nhìn cái gam màu nó cũng lạ. Đây là những gam màu thời trang xanh dương pastel nha mọi người. Nó nhẹ nhẹ, nó nhạt nhạt như thế này á, nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ kể cả màu son hay là make up hay cái gì, người ta cũng làm những cái tông màu rất nhạt. Nó là xu hướng của năm nay. Đó mà em bán cho mọi người, thay vì em bán 399 đúng không, em giảm thêm 339 ngàn luôn mấy chị ơi, chuẩn bị sắp hết hàng. Hôm nay em live sale thì em live sẽ rất là nhanh, em không có chờ được, được không mấy chị? Nên là bây giờ mọi người tương tác mạnh cho em đi ạ. Chốt đơn sớm luôn, em chỉ còn số lượng rất ít, em ngon chuẩn bị qua mẫu. Chị nào thiếu thông tin em không chốt đơn được, các chị nhìn giùm em nha. Các chị thấy không, các chị em nhà mình này, như chị Phan Úc Hì, chị Ngô Thị Thoa, chị Tú Nguyễn, chị Hồng Cẩm, chị Ngọc Bảo An đặt cú pháp rất đẹp. Đặt cú pháp một cái em nhìn là trời ơi, em thấy nó ngay hàng thẳng lối mà nó đầy đủ, mà sản phẩm gạch ngang số thoại. Còn có chị nào mình để ý mình thấy thiếu thiếu cái gì, mình khác người ta là mình bổ sung gì gì giùm em nha. Có nhiều chị comment cái size với cái mã không, có nhiều chị tự nhiên comment cái size với cái số điện thoại không là em không biết mã nào. Hôm nay em like tới 5 mã lận, được chưa mấy chị? Mà mẫu này em gần sắp hết hàng rồi. Có nhiều chị em tự bởi em thấy thương dễ sợ luôn, công tình xem like xong rồi cái mấy chị không comment cái mã. Mà mọi người, hôm qua là mấy chị biết không, có rất là nhiều chị không có đơn. Em xuống em coi phần mềm hệ thống á mấy chị, em thấy ai mà không có số điện thoại là mình không có cái đơn đó luôn, nó không vào hệ thống được luôn á mấy chị. Mọi người thấy giả mang không? Nên là có nhiều chị bảo em ơi, em bữa chị đặt mà xong ai gọi gì cho chị hết trơn, tại không có số điện thoại. Không có số điện thoại loại đơn hẳn của mình ra, không có mã loại đơn hẳn ra luôn á mấy chị. Nên là mọi người phải đặt đầy đủ thông tin giùm em, mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại. Nên là mọi người tranh thủ giùm em ha. Có nhiều chị hôm qua mình bị trượt đơn rất nhiều luôn mấy chị. Đó, nên là cơ hội của mình là cơ hội vàng. Mình phải tranh thủ, với lại hôm nay là ngày cuối cùng nữa rồi ha. 9149 gạch ngang số điện thoại giùm em, đầy đủ thông tin thì em mới lên đơn được nha mấy chị. Em chốt cho mọi người thêm mỗi size còn 2 chiếc cuối cùng. Chị nào mới vừa vào xem live, mọi người comment luôn giùm em một cái dấu chấm nha. Em ngân nhận thêm mỗi size còn 2 chiếc cuối cùng cho cả nhà mình nữa. Nên là chị nào mà chốt thì comment giùm em nha cả nhà ơi. Mọi người ơi, mọi người tranh thủ giùm em nha. Các chị nào mà đang có mặt trên livestream, mọi người comment giùm em một cái dấu chấm nha cả nhà ơi. Comment giùm em một cái dấu chấm để em chốt đơn cho mọi người nha. Chị nào mà mình mới vừa vào xem live, mọi người chấm bài giùm em 278 chị nè. 278 chị nha. Mọi người ơi, tranh thủ giùm em chấm bài giùm em nhận cho mọi người. Mỗi size tầm còn có 2 chiếc nữa thôi, là còn đúng 10 chiếc cuối cùng. Mỗi size còn đúng 2 chiếc nữa nha, là còn đúng 10 chiếc cuối cùng. Em tranh thủ em giới thiệu một lần một luôn, là em Ngân sẽ chuẩn bị qua. Mẫu đầm này thì nó có mã là 9149, có 5 size cho mấy chị, S, M, L, 1X và 2XL, từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn, eo dưới 90. Cái này thông số để cho các bạn chuyên viên, các bạn có kinh nghiệm hơn, các bạn tư vấn cho các chị. Bây giờ nhiệm vụ của mọi người nên đặt hàng sớm, bởi vì em nhận đúng 10 chiếc cuối cùng với mức giá 339 ngàn, mà sản phẩm là 9149 gạch ngang số điện thoại kế bên. Giá gốc em đầm này 520, hồi nãy em tính sale 399, nhưng mà thôi, tại vì ngày hôm nay là 31 tây tháng 5, ngày cuối cùng để mà em đi làm chương trình sale, thì em giảm hẳn luôn còn 339 ngàn, coi như mức giá tri ân trong buổi livestream này. Sau livestream em không nhận bất kỳ một đơn nào nữa ha. Dòng vải này là dòng vải voan hàng, không nhăn, không nhầu, không nhão luôn. Lớp lót em sử dụng cho mấy chị là phần lớp lót cô tông, rất là mềm, mịn, thấm hút mồ hôi luôn. Tiếp xúc với cái da mình nó mềm lắm mấy chị ơi, nó đẹp cực kỳ. Chiều dài của cái váy này là dài qua đầu gối ha, nên là mọi người có thể mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê, đi du lịch, thậm chí mặc ở nhà, đón con cái của mình, hoặc là làm việc nội trợ ở nhà xem tivi.
đúng không mấy chị? Được hết nha mọi người ha. Và cái giắng cổ này, em làm cho mọi người một cái giắng cổ tim và phối cho mọi người cổ lá. Giắng tay là giắng tay đắp cánh hồng, rất duyên dáng. Các em làm cho mọi người những cái đồ xếp nhíu nè. Đây, một bên, hai bên và ba bên như thế này. Nên là mọi người nhìn giùm em. Sắp hết hàng, chuẩn bị qua mẫu nha mấy chị. Đây mọi người nhìn giùm em, 1, 2, 3, đứng góc nào lên nó cũng ớn hết trơn. Nên là có nhiều chị thấy em ơi, sao em nhìn gọn quá. Cái đầu nó làm em gọn mọi người, thiệt sự. Mình ăn thua mình chọn trang phục thôi. Mà em đa số là em bán trang phục cho những chị em có tuổi. Thì có tuổi mấy chị biết rồi, không thể nào mình gọn như thời mình còn trẻ được hết trơn. Mình không ăn gì nhiều khi nó cũng mập nữa mấy chị, đúng không? Đó, nên là những cái thiết kế như này lúc nào nó cũng định hình phong cho mọi người hết trơn. Lê là đẹp, Lê là trẻ và Lê là rất là ớn. 9149 gạch ngang số điện thoại giùm em, 339 ngàn. Rồi, chuẩn bị qua mẫu comment số 2 giùm em luôn mấy chị, qua mẫu luôn nha. Comment số 2 tương tác mạnh mạnh để em có thể qua thêm mã nữa cho mọi người nha.